câu lạc bộ Manchester United thông báo trên trang chủ của mình rằng họ đã nhận được sự đồng ý của Juventus để đưa Cristiano Ronaldo trở lại sân Old Trafford sau 12 năm. Sau khi hoàn tất các điều khoản cá nhân, visa và kiểm tra y tế, hai bên sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Lúc này, Ronaldo đã trở về Lisbon để thực hiện cuộc kiểm tra y tế. Nhiều nguồn tin cho biết, câu lạc bộ Manchester United đồng ý trả cho Juventus khoảng 23 triệu euro, bao gồm cả phụ phí, cho bản hợp đồng này. Trong giai đoạn đầu gắn bó với Manchester United, Ronaldo đã ghi 118 bàn trong 292 trận. Dự kiến, anh có thể nhận lương bằng một nửa so với con số mà cầu thủ này được nhận tại Juventus. Người thầy cũ của Ronaldo là Sir Alex Ferguson được cho là có vai trò quan trọng trong thương vụ bất ngờ của Manchester United khi đã có tác động lớn đến quyết định của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trang chủ của Manchester United cũng ca ngợi việc Ronaldo đã giành 5 quả bóng vàng và hơn 30 danh hiệu lớn trong sự nghiệp khi thi đấu tại Anh, Tây Ban Nha, Italia cũng như trong áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định mọi người ở Manchester United đều nóng lòng chào đón Ronaldo trở lại.